Hôm qua ngày 22 tháng 12, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương cho biết cơ quan biên mậu Canada đã quyết định áp thuế chống bán phá giá một với mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam. Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, cơ quan biên mậu Canada CBSA đã quyết định đưa các doanh nghiệp xuất khẩu ống thép dẫn dầu của Việt Nam vào một các nhà xuất khẩu khác và phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 37,4%, nguyên nhân là do sau lần tái điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu. CBSA đã kết luận rằng các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam không cung cấp đầy đủ thông tin cho phía cơ quan điều tra CBSA cho rằng chương trình tái điều tra này nhằm củng cố kết luận của cơ quan điều tra về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước của canada